xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh channel của Judy Lê Kitty. Judy rất là xin lỗi mọi người vì đã rất là lâu rồi Judy mới ra video, hứa bao nhiêu lần nhưng mà Judy lại không có video mới cho mọi người. Judy rất là xin lỗi vì có một số lý do cá nhân nên Judy không thể làm video được trong vòng những tháng gần đây. Nhưng mà bây giờ Judy sẽ quay trở lại và cố gắng sẽ làm thật nhiều video hơn cho cả nhà xem. Dấu sự quay trở lại, Judy sẽ làm một dòng son, đó là son Kylie Lipstick kết hợp với của Kim Kardashian. Đây là 4 thỏi son, có thể nói là limited edition. Thấy cái vỏ hộp và những cây son được thiết kế khác hơn với dòng son thường của Kylie. Đây là dòng son thường của Kylie thì có vỏ màu đen, còn đây là dòng son cùng kết hợp với Kim Kardashian, chị của Kylie, thì có thể thấy vỏ lì và có màu nude và rất là đẹp. Giờ bắt đầu vào coi phần swatch son nhé. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music license. Và 4 thỏi son này đều là màu nude, những màu mà Kim hay dùng là không phải là dạng son lì mà là dạng son kem, nên có thể là hơi bóng một tí và dưỡng và có một chút dưỡng chứ không hề làm hụt khô môi. Các bạn đã thấy màu Judy đang đánh là một trong những màu trong 4 thỏi son này thì nó không có lì hẳn và nó hơi bóng, có dưỡng một tí. Và 4 thỏi son này bán với giá bên Mỹ là 45 đô. Muốn mua nhưng mà vì không biết những cái thỏi son màu nude này có hợp với da mình không, có làm cho da mình tái không, đó là một cái vấn đề mà rất là nhiều bạn quan tâm. Trong 4 thỏi này thì Judy chỉ thích có 2 thỏi đầu tiên là 2 thỏi đầu tiên mà trong đây Judy swatch á, thì là Kimberly và Kim. Thì 2 màu này theo Judy thấy thì nó hơi nhạt, nó hơi tái một tí, nên khi đánh lên nhìn thì có vẻ da Judy nó không có sức sống lắm, nhìn nó hơi tái. Nhưng đổi lại với hai thỏi Kiki và Kimmy, là 2 thỏi này thì Judy cực kỳ thích và đánh lên
nhìn môi mình nó rất là hồng, tự nhiên, nhìn da mình không hề bị tái, vẫn có sức sống. Chất son thì khi mà Judy Swatch á thì không hề làm cho môi Judy khô, nhưng mà nó rất là dễ mau trôi. Son á, khi mà Judy dùng nguyên một ngày á thì cỡ, nếu mà khi mà mọi người ăn á, thức ăn mà có dầu mỡ thì son sẽ trôi đi rất là nhanh và sẽ để lại môi không như là chưa hề đánh son, không có một tí gì là son cả. Và nếu mà xài cỡ tầm 3 đến 4 tiếng thì son cũng trôi đi rất là nhiều và phải dặm lại. Vì đây là dòng son nude nên đâm ra là khi mà đánh lên nó sẽ không đều, nó bị loang lỗ, nó không có một lần quẹt thì không thể nào mà đều hết hẳn, và nó sẽ bị loang lỗ, phải quẹt đi thêm một lần nữa, phải dặm son lại thêm một lần nữa. Khi mà đã lần thứ hai rồi á, chưa chắc là đã được đều màu, nó vẫn bị loang lỗ. Một cái khuyết điểm của dòng son Kylie kết hợp với kim là như vậy. Bạn phải dùng cọ hay là dùng ngón tay để tán đều ra thì màu sẽ lên đều và đẹp hơn. Vỏ và tất cả mọi thứ, đây là một cái màu hồng nude mà Judy cực kỳ thích và nhìn thấy rất là sang. Thì đó là review sơ của Judy về dòng son này. Và video đến đây là hết. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Judy. Và Judy cũng thành thật rất là xin lỗi mọi người và để cho mọi người và đợi rất là lâu. Judy mong các bạn thông cảm cho Judy nha.